có nhiều người homeless người ta quậy phá, cho nên mình thử thôi. Và bây giờ mình không có còn ở trong đó nữa, mình ở đây đó, ở ngoài đường, chứ không có vô trong shelter. Nhưng mà nếu mà ở ngoài đường thì nó an toàn và police nó có hỏi anh thôi. Ở ngoài đường thì bảo đảm là không có an toàn rồi. Và đôi khi police nó tới nó kiếm chuyện mình, nó hạt mẹ mình. Thì tùy thôi, mình tìm cách trả lời, mình biết cách trả lời của nó, rồi xong rồi thôi. Chứ mình nhiều khi nó hỏi nhiều cái câu hỏi rất là sách mé. À, trịch thượng của mình á, yeah. Thì mình cứ tìm những cái lời mình biết cách trả lời nó thôi, mình tìm cách trả lời hay rồi nó bỏ đi cho mình. Nhiều khi nó trả lời nó tới nó hạch hoè mình, sách mé mình nhiều câu hỏi rất là gọi là làm cho mình nóng giận đó, yeah. Thì khó lòng lắm, khó biết cách cư xử với nó lắm. Thì tùy mình thôi. Còn cái anh hỏi tới cái câu hỏi gì nữa. Nhưng bình thường như vậy thì police nó có quyền để hỏi giấy tờ của anh không? Cảnh sát thì nó có quyền hỏi, bởi vì nó check giấy tờ, thì bởi vì nó nghi là mình là những người illegal đó. Dạ, yeah. Cho nên thì mình cũng đưa giấy tờ nó thôi, mình đưa nó coi, mình chờ đưa nó coi vậy thôi. Nhưng mà nếu nó hạch hoẹ quá thì mình cũng khó lòng cho mình. Dạ, yeah. Đó, thì mình tìm cách trả lời như thế nào đó. Xui tay thôi, được thôi, xong rồi nó bỏ đi. Dạ, yeah. Đó. Ở ngoài đường thì bảo đảm không có an toàn. Dạ, yeah. Sống ở ngoài đường giống như là rày mai nay đó vậy đó. Mạnh thì còn, yếu thì thua thua thôi. Dạ, yeah. Chứ không có nói là ngoài đường và bảo đảm an toàn. Dạ, anh chôn cho em và những cái bạn nghe đài biết là ví dụ ở đây cộng đồng người Việt của mình á, thì cái người mà homeless như anh nhiều không ạ? Rất là nhiều, yeah. Nhiều khi mình đi đây đó trong những góc đường hay xuống những cái cầu á, thì mình thấy nhiều người đã tụ tập ở dưới đó. Tại vì thời bây giờ thanh niên bây giờ thất nghiệp rất là nhiều, đặc biệt là thanh niên châu Á và thanh niên da trắng, da màu. Yeah. Mẹ thì mình thấy ít, nhưng mà thanh niên châu Á và thanh niên Mỹ rất là nhiều nơi. Còn Việt Nam sao anh? Việt Nam rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà người Việt Nam mình á, họ ngại, yeah. Họ sợ, cho nên họ không có show up, họ không có show out cái mặt của họ ở đâu đó. Họ hay lẩn cho đi đâu họ núp á, yeah. Chẳng hạn như xuống cầu, nhiều khi mình vô tình mình đi xuống cầu thì mình thấy rất là nhiều người homeless Việt Nam đang ngồi dưới, yeah. Đó. Nhưng mà họ giống như là con chuột vậy đó, yeah. Đụt một cái họ lẩn mất à. Cho nên hoặc là ngoài đường nhiều khi mình cũng thấy họ đẩy xe đi đây đó, nhưng mà rồi xong học biến mất, không có thấy bằng người da trắng hay là người giống khe dân khác. Yeah. Tôi thì homeless hay không homeless thì đối với tôi không thành vấn đề, bởi vì cái cuộc sống nó đã như vậy rồi. Yeah. Mình không có công việc, mình mất công việc, mình thất nghiệp, hoặc là mình bị bệnh lãng trí hay, yeah. Là bị bệnh gì đó, bệnh kính gì đó không, yeah. Biết. Nhưng mà lỡ khi mà mình không còn làm ra tiền nữa, mình sống thì mình phải ra đường mình sống thôi. Dạ, yeah, chuyện đúng, đơn giản. Dạ, yeah, đúng rồi. Đối với tôi thì cái chuyện đó thì tôi rất coi là rất là phì phò. Giống như là ngập một điếu thuốc mà hút vậy đó. Dạ. Yeah. Mình không có cảm giác là gì gọi là khó chịu hay là, yeah. Phải lẩn khuất gì đó. Anh cho em hỏi là anh qua Mỹ dịp năm nào và ở Mỹ bao lâu rồi, và anh bị cái tình trạng homeless là từ khi nào? Tôi qua Mỹ năm nay không biết đã bao lâu, nhưng mà chắc khoảng mấy chục năm rồi. Dạ, yeah. Đã xưa cũ rồi. Đó. Và hồi đó tôi cũng có đi học nhiều nơi. Tôi còn đi cũng có học ở cho anh biết trường Orange Coast College. Dạ, yeah, biết à. Tôi học cho nó, tôi cũng bạn nhiều. Cho nên bây giờ tôi nói chuyện trên đài tôi phải che nửa mặt nè. Dạ 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 dạ. Tôi không dám dơ mặt cho mấy nhữ, mấy thằng bạn tôi nó thấy là tôi chết. Tôi ngại, cái đó là tôi cũng có cái bệnh lẩn khuất, yeah. Giống như mấy người homeless khác. Nhưng mà
thôi mẹ bạn mình vẫn có thấy nó biết mình thì thôi nó cũng cười khè chứ biết làm gì giờ. Không, nhiều lúc bạn anh gặp thấy anh thì sẽ có tìm kiếm và giúp đỡ anh chẳng hạn cũng có thể chứ. Biết đâu ngày mai nó có 5 triệu nó đưa mình 5 triệu. Hoặc là nó có cười mình thì nó cũng giơ cái hàm răng nó ra mà thôi. Bởi vì người Việt Nam mình có câu gọi là ai cười tôi thì để 10 cái răng được thôi. Một câu hỏi cuối cùng. Nếu trường hợp mà những cái người Việt như nhưng mà chúng ta mà trong trường hợp mà mất job như thế nào mà bị homeless á, thì anh có, nếu theo kinh nghiệm của anh là người homeless nhiều năm rồi, thì cái cách mà người chính phủ giúp đỡ cho người homeless như thế nào và mình để mình bảo vệ mình khi mà mình bị mất nhà cửa mà mình ra ngoài đường mình phải ở? Tôi á, thì theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì nếu mà mình trở thành một người homeless, mình mất công việc, thì cái chuyện mình phải làm là mình chỉ có đi lên những cái cơ sở của chính phủ á, chẳng hạn như là những nơi cho food stamp nè, rồi những nơi tìm job nè, lên đó mình apply rồi mình thử coi. Có thể mình may mắn mình hơn người khác, mình được nhận vào đâu đó mình làm hoặc là được giúp đỡ. Chứ tôi á, những cái cơ sở chính phủ tôi đã đi qua hết rồi, tôi đã thử qua hết. Và tôi đã lên cao thi, tôi đã xin tiền bệnh, tôi đã lên trên cái chỗ cho food stamp là gì, tên gì tôi quên rồi. Social service. Tôi lên đó tôi apply cho những cái công việc như là force work, force job. Để được gửi cái check về trong cái nhà băng mình đó. Đó. Thì tôi thử qua hết. Rồi có một thời tôi đã vô trong đó, tôi đã làm vài tháng thì tôi bị gãy tay. Rồi xong rồi nghỉ. Rồi xong rồi lại ra homeless trở lại. Rồi xong rồi mai mốt lại được vô trong một cái cơ quan của chính phủ nào đó và cũng được nhận vào làm đâu đó được một vài tháng. Lại vài tháng sau lại bị bệnh. Lại bị nghỉ. Rồi cứ vài hoài thì từ cái những cái công việc mình thử qua hết thì từ từ không còn nó không ổn định và nó mất. Nó không có còn thích hợp với mình nữa thì thôi mình sống ngoài đường cho nó khỏe. Và tôi thấy rất nhiều người ta cũng giống như tôi. Mình á thì thuộc dạng những cái người gọi là bị bệnh lãng trí. Không có được bình thường, cho nên có lúc vài lúc khác, chứ không phải là lúc nào mình cũng ok giống như là mấy người bình thường được. Đó, cho nên ở đời có những người như mình. Cho nên không thể nào mà mình nói hay hay là mình nói giỏi được hết. Cái đó là cái may mắn và cái số phận của mỗi con người rồi. Đôi khi mình cũng không tin vào những cái đó đâu. Nhưng mà mình đã thử qua hết mọi nơi rồi nhưng mà nó không có work nữa, nó không có còn có nữa thì thôi mình ra vậy luôn. Bởi vì với cả bây giờ đó, cái xã hội mình bây giờ đó, bây giờ những cái mình đi khắp mọi nơi, mình vô công việc làm ăn đâu đó đó thì nó không khác như lúc trước nữa. Tại vì lúc trước tôi cũng có đi ca hát đây đó. Cũng có nhiều người biết tôi, nhưng mà cái công việc chính của mình là mình làm cho một cái hãng gọi là nướng bánh á. Bánh mì á, có tên là La Petite Boulangerie Bakery. Cái công việc chính tôi là hồi đó tôi làm đó, tôi làm manager đó, tôi chạy tiệm ở đó cũng được mười mấy năm á, bốn năm à. Rồi xong rồi on and off nghỉ, xong rồi làm cho tới gần 20 năm luôn. Rồi sau này cái hãng bakery này người ta chuyển về New York. Rồi anh mất job. Rồi tôi mất công việc đó. Rồi sau đó tôi nhảy qua công việc làm về hãng yogurt. Có tên là TCBY. Thì tôi làm ở đây được gần 4 năm trời. Thì tôi được làm cũng ship manager. Đó.
Rồi trong cái thời gian dài đó tôi làm, tôi cũng đã có dành dụm được một số tiền lớn, thì tôi cũng có tiền tôi gửi với gia đình. Yeah. Đó. Và lúc đó anh biết tôi có mấy cái xe không? Tôi chơi ba cái xe luôn. Rồi. Tôi chơi một cái xe mới lắm nha, cái xe Honda Accord ha, đời mới. Rồi một cái xe nữa là xe Mazda. Rồi một cái xe bèo á, là xe Toyota Corolla. Xe này để chạy tới lui, để đi làm thôi nó. Yeah. Còn cái xe này kia để chơi thôi, để thỉnh thoảng mình chạy đi chơi. Còn một xe để thỉnh thoảng đi lẻ rồi này nọ. Yeah. Nhưng mà đó thì hồi đó tôi mướn cái apartment ở trên Garden Grove á. Yeah. Lúc đó tôi có tiền á. Cho mắc job mướn, là anh bán hết xe hết. Tôi dục hai cái xe kia. Còn một cái xe kia tôi bán được. Yeah. Đó. Nhưng mà bán người ta mua lại không có mắc mấy. Yeah. Mua rẻ. Thì lúc đó mình mất công việc rồi, mình đi khác, mình không còn công việc làm nữa. Yeah. Thì mình mới lên trên cao thi mình xin tiền bệnh đồ này nọ. Yeah. Thì cao thi cho mình 6 tháng để mình đi lên xuống á. Yeah. Thì sau này thì cao thi từ chối tôi. Cao thi nói là tại vì tình trạng của tôi là tự thấy cái đấy được. Nếu mà hồi đó, thời đó, chính phủ hồi đó, ông Reagan á. Yeah. Thì cái budget của nó rất là vĩ đại, rất là lớn. Mm. Thì có thể, tôi có thể được giúp. Yeah. Nhưng mà những cái thời sau thời này sau đó, thì cái budget đó, nó low xuống rồi, nó yeah. khác rồi. Yeah. Thì những người như tôi á, thì không có thích hợp với cả những cái chương trình ở trong chính phủ nữa. Yeah. Thì họ để cho tôi thử 6 tháng vô ra, rồi khám bệnh, rồi uống thuốc, rồi này nọ. Nhưng mà 6 tháng sau thì cái người counselor họ ra họ từ chối tôi. Họ nói là tại vì cái tình trạng của anh là tự thấy cái được. Yeah. Anh đi tới lui được, anh tự nấu ăn lấy được, anh còn nhận biết cái mặt của chị Dung ra sao, hoặc là anh Hùng ra sao thì thì chúng tôi từ chối anh. Có nghĩa là người ta nói anh không có bị vấn đề về serious, về mental á. Vẫn là mentor, tôi cũng thuộc mentor. Nhưng mà không có trầm trọng. À, nhưng mà không trầm trọng. Cái người cao sơ nói với tôi là phải là những người mà không tự thiết kế lấy được. Yeah. Phải có người dắt đi đồ này nọ. Yeah. Người chở đi á. Thì mấy người đó có nhiều cơ hội, có hơn. Yeah. Có người á, cụt cái tay luôn á. Yeah. Không được. Nhiều lúc cũng là may mắn nữa anh. Trời ơi, tôi nhìn mấy người cụt tay mà. Các ông hồi bữa ông tới đây nè. Yeah. Ông lấy ông lên xin bảo không cho. Họ yeah. không cho ổng. Ông cụt cái tay mày nè. Yeah. Cái tôi nói ủa sao mà ông cụt cái tay mày sao người ta không cho ông. Cái ông nói chứ tôi hồi đó tôi tài tôi lái xe đó. Rồi tôi trên đường freeway á đi xuống á. Yeah. Nghe xong mày xe đụng vào trong cái góc nhà kho. Rồi ông hất ra, ông bị hất ra thì cái lúc mà hất ra thì cái cánh cửa nó sập vào cái tay ổng. Yeah. Ngang đây nè. Sập vào đập một cái cây ông dập luôn. Thì yeah. Ông bị nặng lắm. Thì người ta chở ông vào trong bệnh viện. Yeah. Chở vào bệnh viện cái xong rồi mà thấy cái tay bị dập rồi, cưa luôn. Thì tôi nói ủa tại sao cái tình trạng như vậy thì anh phải được giúp chứ. Yeah. Cái bệnh anh bị nặng nữa. Nhưng mà ông nói là tại vì lý do cá nhân gì đó. Người ta không giúp ông gì đó. Yeah. Tôi thấy trời ơi mấy người đều bị què tay mất tay mà còn không được giúp là tôi là không bình lặng lặng sao người ta giúp tôi. Yeah. Nói chung là tùy vào trường hợp và tùy cái giấy tờ nữa. Đó. Và tùy cũng có nhiều lúc cũng may mắn nữa. Đó. Yeah. Chứ không phải mà ai cũng được đâu. Yeah. Đừng nghĩ là ai xin là cũng phải được hết đâu, đừng có tưởng vậy. Yeah. Đừng có tưởng là nguyên một bầy cá mè chui vào cái hang ổ đó được mồi ngon rồi á, tha hồ đút vào miệng ăn. Không phải đâu, không phải có người này người khác. Coi chừng có con cua nó kẹp chết. Dạ, rồi có chia sẻ cuối cùng mà với khán giả của vị kia chú thì anh có chia sẻ gì không anh? Cái mùa Giáng sinh sắp tới và năm mới sắp tới. Mùa Giáng sinh tới thì tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm đời sống của tôi vậy thôi. Mình nói ít mà nhiều khi quý vị hiểu nhiều. Dạ. Yeah. Và cái cuộc sống này thì lúc nào nó cũng phải vậy. Nó cũng phải có bon chen.
Còn nếu mà những người mà như là muốn trúng số hay là muốn chơi bài được đó, yeah, thì tùy thôi. Dạ. Yeah. Tùy mình, có khi nhiều người trúng số. Trúng số hoặc là đi đánh bài thì cũng may mắn phải không? À, cũng là sự may mắn. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng có sự cố gắng trong đó nữa. Dạ. Yeah. Đó. Thì mùa Giáng sinh về thì tôi cũng chúc cho mọi người hồng hương của chúng ta được người giàu thì hưởng thụ và sung sướng sau lối sống của người giàu. Còn người nghèo thì cứ việc lạc quan sống theo những cái gì mà hạnh phúc gì mình đang có. Dạ. Yeah. Chứ không phải mình ra homeless hoặc là mình bị cái gì đó mà mình buồn rầu hoặc là mình khóc lóc thì rồi, nó, mình nó không, ở đây thì nó không có thích hợp. Đúng rồi, nó không có tốt. Không hay. Ở Việt Nam khóc lóc rầu rĩ hay là rên xiết gì đó thì quá thích hợp. Chứ ở đây đừng có làm vậy. Đúng rồi. Ở đây làm vậy là men à. Yeah. Ở đây mà làm vậy là coi chừng bị trâu bò. Cho nên ở đây thì mọi người tôi khuyên là cứ việc lạc quan mà sống. Dạ. Giàu cũng vậy mà nghèo cũng vậy. Dạ. Yeah. Cứ vậy mà mình sống cho qua ngày thì thôi. Dạ. Yeah. Không gì mà phải buồn hay cái gì mà khóc gì hết. Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Okay. Cũng chúc anh là mùa Giáng sinh và năm mới nhiều sức khỏe và có nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt. Ok. Xin chào các bạn. Okay. Đây là một clip mà ở Maswa Bạc mà mình phỏng vấn anh John. Thì đây là mà anh thường đi ở mà Maswa Bạc. Nếu mà các bạn có giúp đỡ hay là muốn chia sẻ những gì mình có thì có thể đến vòng vòng ở Maswa Bạc có thể gặp ảnh nhé. Rồi chào các bạn. Đó, xong rồi hả? Dạ, cảm ơn anh. Tôi coi được không?